cực kỳ là đánh cấp của con 8080DB. Nếu các bác nào đã mê những dòng receiver của Sansui thì đây là một trong những dòng âm ly tiếng hay, và các bác thấy cái đồ đẹp của nó thì các bác sẽ thúc lên vì nó đẹp quá. Bác nào sưu tầm thì alo cho em nha. Rồi những con này em đấu eBay về nên là nó điện là 110-120, tại vì nó ở thị trường Mỹ, eBay là hàng thị trường Mỹ hết nha các bác. Đây mời các bác cùng xem đồ đẹp em nó này, từ những nấm nút là mới tinh thế nha. Bác nào sưu tầm thì alo cho em, có lo nét cũng như hệ thống chơi outstrail đầy đủ hết nha các bác. Đây volume tổng này, còn này là ba lăng, bass, mic, jack, ba cầu loa, lên đèn, em nó lên đèn cực kỳ tuyệt vời nha. Các bác về chơi nếu mà lấy em này về thì sưu tầm thì kém 110-120 nha, rất là đẹp. Chạy 4 con mô tô là đây, rất là mới luôn nha các bác. Giá của này là 26 bao gồm phí ship nha. Đây là bên cạnh hông của Oppo này, đây, rất là mới nha các bác, hàng để các bác mình sưu tầm. TR2080 hết số, mesh gọi là siêu đẹp. Đây là phía sau, đây là ba trạm loa đều màu vàng. Đây phía sau các bác thấy cái ốp gỗ đó này, rất là mới luôn, đều có số đánh dấu hai bên hết. Đây đường tín hiệu đầu vào này, cổng phono này, cổng làm rề làm bao này, đánh là 4-16 ohm nha các bác, trở kháng rất là rộng, 4-16 ohm, seri đầu 0936, đấy, 250W. Rồi sau đây em sẽ mở nội thất bên trong để các bác cùng ngắm nha. Vâng, và sau đây em mời các bác cùng ngắm độ đẹp của nó. Đây là cái nắp này, cái ốp gỗ hai bên này, em đều mở ra để các bác cùng xem nội thất bên trong. Thì đây là cái nó sử dụng tăng phô xuyến đời cao nhất, sử dụng tăng phô xuyến. Và trên tăng phô nó sẽ có logo và hiệu suất điện. Hiện tại thì họ đang để cầu, tại vì con này ở thị trường Mỹ nội nha các bác, nên là đang để cầu là 120V, trên là in là 120V. Và đây cái cầu chạy quá. Tại vì cái tăng phô này đều có thể chuyển được điện 120 này, 224 này, 240V này, mà mình phải hiểu được cái sơ đồ của nằm này này các bác mình mới chuyển được nha. Đấy sơ đồ nó cái hiệu này này. Đấy, còn lại là nó sử dụng 4 con tụ nhôm nha các bác, 4 tụ nhôm. Đây là 4 con Motorola này. Đấy. Máy rất là mới luôn nha. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu con Tambus TR2080 của Na Uy với độ đẹp hàng Mỹ nội thì alo cho em nha. Giá nó là 26 triệu đã bao gồm free ship. Em Chiến xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Vâng, xin chào tất cả các bác. Đây là con 8080DB hoa hậu mới cập bến trong chiều ngày hôm nay. Nó là sở hữu một thiết kế cực kỳ đẹp của dòng receiver. Hai cái đèn trước màu vàng, nó là sử dụng đèn led nó sáng rực, nên là khi quay video các bác thấy nó chốt thì ngoài đời thì nó sáng rất là đẹp nha. Như những cái vi tính mà khi vào máy ảnh hay là máy quay phim thì nó hơi bị nháy nháy là do cái cường độ sáng nó mạnh. 8080DB, trang bị là ba cầu loa, chỉnh bass, mic, jack. Nhưng dòng này tiếng cực hay rồi các bác, ghép loa cổ và chơi những dòng banh cối, trưng bày trong phòng khách gọi là quá tuyệt vời. Con này về còn cả tem đôn bay luôn nha, bẩm xanh luôn nha, mới keng nha, từ những nấm nút này các bác, hàng bay về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Nhưng con này hầu như em giao các bác thì các bác sử dụng và hiếm lắm mới có người làm nâng cấp các bác. Còn đa số các bác để sử dụng hết. Thì những dòng này các bác kiếp lo Nhật, lo Mỹ, lo châu Âu đều rất là hay. Tại vì tiếng của dòng Sansui nổi tiếng là dòng mình nịnh tai, nịnh tai ở đây không phải là gọi lại mà nó dễ ghép các bác, nó cho ra âm thanh dễ nghi. Đấy. Phía sau của nó các bác, nói chung là đẹp hoàn hảo nha các bác, từ gốc gỗ cho đến là mặt tiền cho đến phía sau. Phía sau đây là cái anten này, nghi đài này, con này series là 2441 này. Đấy, mới kem ba cái trạm loa, nhìn ba cái trạm loa, những cái mé mà chắc từ nước ngoài về chưa có tan siêu Việt Nam, các bác thấy nó đồ đẹp không, và những cái trạm thôi. Và đây là cái logo cũng như là cái chỗ chiến cầu điện, nó chạy 4 cầu điện nha các bác, chạy 4 cầu điện. Hiện tại là đang sử dụng điện Mỹ 117V. Nếu các bác là mình muốn sử dụng điện 220 thì phải báo trước cho em chuyên điện rồi để em đóng hàng và gửi cho các bác nha. Con này sexy vàng giá 36.500.000 nha. Bác nào lấy thì cứ alo cho em Chiến qua hai số điện thoại này. Chiến khoản đủ thì em bớt 300.000, còn cọc tiền thì cọc khoảng 10%, hay là 2 triệu trở lên em ship hàng nha. Về độ đẹp của nó là gọi là kiến công nha.
Dòng này là dòng nghi hay bài đẹp nha các bác. Sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong, nó là sẽ xây 7 màu. Vâng, đây là nội thất bên trong, mời các bác cùng ngắm vĩ điệp cực kỳ là đẳng cấp của con 8080DB. Nếu các bác nào đã mê những dòng receiver của Sansui thì đây là một trong những dòng âm ly tiếng hay, và các bác thấy cái đồ đẹp của nó thì các bác sẽ thúc lên vì nó đẹp quá. Bác nào sưu tầm thì alo cho em nha. Từ những ốc ác sexy vàng, còn sexy trắng nó sẽ rỉ hơn 2 đến 3 triệu nha các bác, nhưng mà sexy vàng thì nhìn nó đã mắc hơn và nó giữ giá hơn. Nó chạy sọt sắc nha các bác, đánh loa cổ hoặc là những dòng loa JB như thế này, con JB rất là hay nha. Nói chung dòng âm ly Sansui thì rất là dễ ghép nên là được lựa chọn nhiều ở Việt Nam, mình rất yêu thích những dòng âm ly Sansui. Đây có thay đổi mới đó nha, mới và cực kỳ xuất sắc luôn nha. Bán là chốt con 8080DB thì alo cho em nha, qua số điện thoại trên. Em có một con duy nhất và em có cả 9090 nha. 9090 thì giá nó cũng bằng con 8080DB. 9090 thì sẽ khi trắng nha con, còn 8080DB thì khi vàng. Rồi em chỉ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.